Vlog lần này lại được tiếp tục về chủ đề học tập. Lần trước mình đã dừng vlog ở điều thứ 5, nên lần này mình sẽ bắt đầu với điều thứ 6 nhé. Điều mà mình ước là mình đã làm khi mình còn 20, đó là liên tục nghĩ về hướng đi về nghề nghiệp trong tương lai. Rất nhiều bạn trong lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, chỉ tập trung học cho qua môn, thời gian rảnh thì đi chơi. Mãi tới lúc còn 1-2 tháng là tốt nghiệp, thì mới bắt đầu đi tìm hiểu xem là bằng cấp của mình có thể làm những gì. Điều này là rất lãng phí thời gian và có thể làm bạn bị chậm lại so với những sinh viên khác. Đó là chưa kể là việc liên tục nghĩ về nghề nghiệp mà mình mong muốn cũng giúp bạn tránh rơi vào trạng thái vô định sau khi ra trường. Có nhiều bạn vì không biết mình muốn làm gì, thích làm gì hay là mình có thể làm nghề gì sau khi tốt nghiệp đại học, đành chọn con đường học lên thạc sĩ, dù có thể kiến thức không nhiều lên là mấy, nhưng chí ít là có cái tiếng. Lựa chọn này lại là một lựa chọn rất là may rủi. Nếu chẳng may mà lúc học xong thạc sĩ của cái ngành đó rồi, bạn lại nhận ra là bạn thích làm ngành khác, thì những năm học thạc sĩ đó coi như là bỏ phí không dùng tới. Tuy nhiên, tâm lý lại là vì đã mất từng ấy năm học thạc sĩ rồi nên không muốn bị phí nữa. Vậy là đành chọn những ngành mà bạn lại không thích. Từ đó mỗi khi đi làm lại dễ sinh ra cảm giác chán nản hoặc là chỉ đi làm cho có. Định hướng nghề nghiệp là việc đáng nhẽ bạn nên làm ngay từ khi còn đang đi học ở đại học, đặc biệt là lúc chưa chọn chuyên ngành nhánh. Việc liên tục suy nghĩ về nghề nghiệp này đành rằng không thể đảm bảo sẽ giúp cho bạn chắc chắn sẽ tìm ra hướng đi của mình trước lúc tốt nghiệp, nhưng vẫn sẽ rút ngắn nó lại so với việc bạn cứ thà nổi cuộc sống của mình. Việc liên tục tự hỏi mình thích làm cái gì hoặc thích những cái gì trong ngành mà mình đang học sẽ bắt bạn phải tìm hiểu nhiều hơn về những cái đó. Bạn sẽ lên các Facebook group hoặc các nền tảng xã hội khác để tìm kiếm những người thực tế đang làm những ngành đó, ở những vị trí đó, và hỏi trước về thực tế công việc thế nào, công ty nào đãi ngộ tốt. Thậm chí ngay cả khi mà công ty bạn nhắm tới không tuyển thực tập sinh, thì bạn cũng vẫn sẽ chủ động email họ để giới thiệu bản thân và tạo ấn tượng cho sau này. Làm những điều như vậy thì bạn không những không bỡ ngỡ khi đi làm, mà còn sớm tạo network ở nơi có đãi ngộ tốt, sẵn sàng đón nhận mình khi ra trường. Bên cạnh việc tự mình tìm hiểu thì cũng có thể chủ động đi hỏi những người lớn xung quanh nữa. Kể cả họ không đi cùng ngành mình chọn thì cũng vẫn có thể có những trải nghiệm, kiến thức hay là mối quan hệ có thể giúp ích cho mình. Nhiều người tới tận trung niên mới biết được mình thích làm gì. Vì vậy, các bạn hãy tranh thủ nghĩ về nó từ sớm nhé. Điều thứ 7 mình ước là mình đã học được khi mà mình còn đang đi học, đó là tư duy phát triển. Trước đây trong những vlog đầu tiên của Đàn Ông Học thì mình đã nói về chủ đề này, vì nó là cái gốc phát triển của con người, cũng là dấu mốc thực sự biến đổi mình thành một người mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Nói một cách ngắn gọn thì tư duy phát triển đề cao việc chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, đồng thời tin tưởng rằng mình còn có thể trở nên tốt hơn nữa. Tư duy này thì trái ngược với tư duy cố định, kiểu tư duy tin tưởng vào khả năng cố định của một người, rằng một khi mà bạn mắc sai lầm thì bạn sẽ luôn chỉ có thể là một sai lầm, mãi mãi không thể nào khá hơn được. Ngày nay thì mặc dù chủ trương giáo dục đã được đổi mới, tuy nhiên thì vẫn không tránh khỏi nhiều thế hệ học sinh quan trọng điểm số, trở nên cầu toàn, từ đó trở nên mong manh trước những lời nhận xét. Rõ ràng, thói quen đó sẽ là một trở ngại lớn khi bạn đi học và cả lúc đi làm. Hồi hộp trước bài kiểm tra là điều dễ hiểu, nhưng stress về việc không được phạm phải sai lầm nào, tới mức mà run rẩy hay là toát mồ hôi hay là thậm chí là sợ tới lớp thì đó không còn là tâm lý bình thường nữa. Khi đi làm, cũng vì sợ phạm sai lầm và sợ người ta đánh giá mình, dán nhãn cho mình mà bạn chỉ lựa việc dễ để làm, việc khó hơn thì đẩy cho người khác. Hoặc là có những trường hợp cũng có tư duy cố định nhưng lại phản ứng ra bên ngoài theo kiểu bù trừ. Ở chỗ làm dù mới vào nhưng việc gì thì cũng xông xáo nhận, cũng tỏ ra là mình là việc gì cũng làm được. Để rồi tới lúc giao việc cho thật thì lại việc gì cũng dở dang, không ra gì. Hoặc khi mà sếp nhận xét công việc thì cứ thấy bị chê là vịn cớ này hay là đổ lỗi cho người kia. Tất cả đều là những thói quen không tốt cho bạn khi đi làm. Vấn đề là rất nhiều sinh viên có tư duy cố định, thường không nhận ra là họ đang có tư duy đó. Điều này làm cho trải nghiệm khi đi làm của họ rất tệ. Làm ở đâu cũng thấy chán, mệt mỏi vì lúc nào cũng phải căng thẳng, gồng mình để không phạm sai lầm, để không bị chỉ trích, để không có ai nói gì được mình. Vì vậy, nếu những ai còn đang phải chịu những áp lực như vậy thì rất có thể vấn đề xuất phát từ chính tư duy của chúng ta đấy nhá. Điều thứ 8 mình ước là mình từng thấm khi mình còn 20,
Đó là cơ hội không tới với mình, mà mình tạo ra cơ hội. Nghe thì có vẻ lý tưởng hóa, nhưng mà để mình giải thích. Thời mà mình còn đi học, từ bé tới cấp 2 thì rất tốt, nhưng cấp 3 và đại học thì lại lằng nhằng. Có thể là vì mình không thông minh cho lắm, có thể là vì mình bị khủng hoảng hiện sinh, không biết là mình học mấy cái này để làm gì nên không cố học cho tốt, hoặc có thể là cả hai. Suốt thời gian đó, cơ hội về những học bổng ở các trường xịn đầy rẫy xung quanh. Riêng lớp cấp 3 của mình lúc đó đã có hai bạn nhận được học bổng toàn phần của trường NUS và trường NTU của Sinh, và đây là những trường thuộc hàng top trên thế giới. Cứ thi thoảng có người này người kia khoe nhận được học bổng đi học những chỗ như vậy, mình đều chỉ ngồi qua màn hình máy tính chúc mừng cho họ, vì mình tự biết với thành tích học tập của mình lúc bấy giờ, mình chỉ có thể làm được như vậy. Mình đã không cố gắng khi đi học, cũng không phải thiên tài tới mức mà không học vẫn đạt được kết quả xuất sắc. Vì vậy, những cơ hội đó có đến thì cũng như kiểu là bạn không có tiền mà cứ đi xem giá iPhone 15 trên web vậy, kiểu window shopping thôi. Thế nhưng khi mà mình bắt đầu đi học thạc sĩ thì mọi chuyện dần đổi khác. Ở khâu chọn trường thì mình đã chọn trường tốt nhất về mảng sư phạm ở Úc, mặc dù là nhiều người cảnh báo trước rằng mấy trường top thì vào thì dễ, ra thì khó lắm. Và đúng là học thì khó thật. Các bài luận văn trong khóa học của mình cũng như là yêu cầu đầu ra lúc đi thực tập rất là gắt gao. Thực sự là mình đã phải chật vật rất nhiều mới có thể tốt nghiệp. Nhưng lúc ra trường thì thực sự công sức đó rất là đáng. Mình không mất quá nhiều thời gian để tìm được công việc tốt. Kể cả khi mà mình chỉ làm một chỗ đó trong suốt thời gian mình ở Úc cho tới khi mình về Việt Nam. Nhưng đi đâu mà có ai đó hỏi mình học trường nào và mình nói tên trường của mình ra, thì họ đều mặc định mình là người rất giỏi. Nào, việc mà mình là người rất giỏi chưa chắc đã đúng, nhưng bù lại, nó cho mình một ấn tượng đầu tiên rất tốt trong mắt người khác. Mình không cần mất quá nhiều thời gian hay là công sức để chứng minh cho nhà tuyển dụng hay là người đối diện thấy mình là người có năng lực, nhờ đó mà cơ hội việc làm trở nên dễ dàng hơn. Thực vậy, khi mà mình ứng tuyển cho vị trí hiện tại ở Ramit, thì một trong những lý do mà mình nghĩ là mình nhận được cuộc phỏng vấn đó chính là nhờ cái mark của trường mà mình tốt nghiệp. Rồi tới khi về Việt Nam, tranh thủ thời gian còn trống thì mình thử đi xin làm vị trí thỉnh giảng ở các khoa quốc tế hoặc là khoa ngoại ngữ Anh hay là sư phạm Anh ở mấy trường đại học ở Việt Nam, thì đều dễ dàng nhận được offer về làm, mặc dù là bằng IELTS của mình đã hết hạn rồi. Họ nói là có bằng cấp từ Đại học Melbourne, lại còn làm cho Ramit nữa thì không cần IELTS. Nói ra những cái này không phải để khoe mẽ, mà là để các bạn thấy là chính vì mình đã bỏ ra công sức rất nhiều để có được một tấm bằng từ trường đại học top ở Úc, cũng chính vì mình đã vận dụng mọi kỹ năng giao tiếp mình trau dồi suốt nhiều năm trong hai lượt phỏng vấn của Ramit, cũng như là mọi năng lực sư phạm mình có để dạy đủ tốt ở Ramit để họ giữ mình lại tới tận bây giờ, mà mình đã và đang có những cơ hội như hiện tại. Bảo là hoàn toàn không phải do may mắn thì cũng không hẳn, nhưng chắc chắn là phải có năng lực của bản thân cùng sự nỗ lực cố gắng nữa. Kể cả bạn may mắn tới mấy đi chăng nữa, đến mức cơ hội thường xuyên ập tới bạn, nhưng bạn không đủ năng lực để nhận nó, thì rồi nó cũng trôi đi, và các cơ hội sau đó sẽ thưa thớt dần, vì mọi người dần sẽ biết được là năng lực của bạn ở đâu. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là bạn cứ phải học trường top hay là có điều kiện học thạc sĩ, các thứ thì cơ hội mới tới với bạn. Đành rằng là những điều đó thì có giúp đấy, nhưng mà kể cả khi mà bạn có lỡ chành mảng hồi học cấp 3 để vào một trường đại học không nổi lắm, thì bạn vẫn hoàn toàn còn thời gian để tạo ra những thứ khác bù vào. Ví dụ chức thủ khoa khi tốt nghiệp của một trường đại học không nổi, ít nhiều vẫn sẽ nổi bật hơn hẳn so với một sinh viên làng nhàng không ai biết mặt đặt tên ở một trường đại học nổi tiếng. Rồi trong lúc học, bạn chịu khó tham gia các giải thi này kia, đạt nhiều giải thưởng, rồi các chứng chỉ cho các hoạt động xã hội, rồi học bổng cuối kỳ vì đứng đầu khóa, đi xin thực tập từ sớm, vân vân và vân vân. Có rất nhiều thứ bạn có thể làm ngay trong lúc học, để sau này khi ra trường đi làm, chỉ cần cầm cái CV của bạn lên thôi, nhà tuyển dụng đã ngay lập tức muốn bạn tới phỏng vấn rồi. Tùy vào độ chuyên sâu hay là rộng ở chuyên môn của bạn, mà cơ hội sẽ không chỉ mở ra ở ngay nơi bạn sống, mà còn có thể ở khắp nơi trên cả nước, thậm chí là cả quốc tế nữa. Bản thân việc có một profile hoành tráng khi mới vào chỗ làm mới đã giúp cho mọi người trong team có thiện cảm với bạn rồi. Vì vậy, hãy cố gắng làm bản thân nổi bật về mặt thành tích ngay từ khi đi học nhé. Điều thứ 9 mình ước mình thấm khi mới đi làm, đó là không nói xấu đồng nghiệp với người trong cơ quan. Khi mà bạn mới vào làm, chưa biết ai chơi thân với ai, bè phái trong đó nếu có thì thế nào, ai có tính mách lẻo, ai không, thì tốt nhất là không nên nói xấu ai.
Nếu trong lúc ngồi tán gẫu mà người này nói xấu người kia ở tận phòng ban nào khác mà bạn không biết, cứ gật gù tiếp thu thông tin và chỉ biết thế thôi. Nếu là nói xấu một ai đó mà bạn biết và cũng từng có trải nghiệm tiêu cực tương tự với người đó thì cũng đừng vội hùa theo. Nếu bạn sợ rằng là người ta nghĩ là bạn không hòa đồng thì bạn có thể đồng ý theo kiểu nói giảm nói tránh, sau đó phải chêm ngay vào bằng một câu khen người đó để cho người nghe thấy rằng bạn luôn muốn giữ vị trí trung lập. Ví dụ là có ai đó bảo: "Ê, mày thấy thằng A thô lỗ không? Mang tiền đi du học về mà ăn nói cứ cục xúc như thằng đầu đường xó chợ ấy." Thì bạn có thể nói là: "Ờ, đúng là thi thoảng ông ấy nói không hợp tai thật, nhưng được cái thẳng tính. Mấy người như vậy yêu ghét ai một phát là biết ngay, đỡ sợ bị nói xấu sau lưng." Kiểu như vậy thì người nghe vừa thấy bạn đồng ý với họ, lại vừa không có ý thù ghét gì người kia, từ đó không có gì để mách lèo cả. Và bạn thực sự cũng nên có góc nhìn như vậy khi đi làm. Trừ những ai thực sự có ý định làm hại bạn thì bạn không tránh được sự ghét bỏ người ta. Chứ còn nhìn chung là các đồng nghiệp, rốt cuộc là cũng chỉ là người ngoài. Họ có khuyết điểm gì thì đó là vấn đề của họ, tự họ có trách nhiệm phải sửa chữa. Còn mình chỉ là người qua đường, tự dưng phải dành một phần sự an bình trong tâm hồn của mình để ghét họ hay là có ác ý với họ, thì người thiệt là mình chứ đâu phải là họ đâu. Sau này có làm thân với ai thì lúc đó có thể góp ý với họ sau. Họ nghe thì nghe mà không nghe thì cũng kệ họ thôi. Làm chung nhóm, họ làm hỏng việc thì họ bị khiển trách. Mình có bị vạ lây dù mình đã làm rất tốt thì cũng coi như là bị đen thôi. Chứ ghét họ thì cũng đâu rút lại được cái sự vạ lây kia, mà cũng chẳng làm họ trở nên tốt lên ngay được. Bạn có thể bực mình, nhưng mà không nên có ác ý với ai, nhất là với những người mà mình còn phải làm việc chung với họ. Điều thứ 10 mà mình ước mình thấm, đó là muốn được sếp chú ý tới, hãy luôn đặt mình vào vị trí của sếp khi sắp xếp công việc. Khi bạn đặt mình vào vị trí của sếp, tức là trong phương diện quản trị, bạn sẽ phần nào hiểu được những khó khăn của công việc đó, nhất là mỗi khi có vấn đề gì xảy ra ở chỗ làm. Và nếu mà bạn chủ động xử lý hoặc là tìm ra cách giải quyết giúp sếp trước khi trình bày vấn đề đó thì sếp sẽ rất ấn tượng với bạn. Hồi còn ở Úc thì khi mà mình còn làm buổi bàn ở một nhà hàng, trong khi các đồng nghiệp của mình thì cứ hay báo nghỉ từ tối hôm trước ca làm và để cho quản lý phải đi tìm người thay thế, thì mình lại chủ động chụp lại thời gian biểu của tất cả mọi người của tuần đó, thường được dán vào trong góc làm việc. Và khi nào mà mình cần nghỉ thì mình sẽ chủ động liên lạc trước với những người có thể làm được ca của mình, gọi hỏi họ xem là họ có làm thay được không. Khi mà xác nhận là được rồi thì mình sẽ báo với quản lý rằng mình muốn nghỉ ca nào và sẽ có người nào đã đồng ý thay thế. Điều này làm cho quản lý của mình rất ưng và thường dễ cho mình nghỉ hơn so với những người khác. Điều này là rất dễ hiểu, đúng không? Thay vì người ta nhìn nhận như thể là bạn đang tạo ra vấn đề cho người ta giải quyết, thì bạn đã chủ động giải quyết vấn đề đó cho họ. Như vậy thì khi mà bạn trình bày với họ, nó sẽ không còn là vấn đề của việc thiếu người cho ca làm hôm đó, mà là một sự thay đổi nhỏ trong nhân sự mà thôi. Nơi công sở thì cũng vậy thôi. Bất cứ vấn đề nào mà hoặc là bạn tự giải quyết được nó, hoặc là bạn không thể tự quyết được nhưng vẫn có gợi ý về hướng giải quyết mà bạn trình bày được cho sếp, thì sếp sẽ thấy bạn là người có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, từ đó sẽ muốn bạn làm cánh tay phải của sếp hơn. Điều này rõ ràng là sẽ rất có lợi cho bạn. Mà từ trải nghiệm của mình thì kỹ năng này kể cả những người làm việc lâu năm cũng chưa chắc đã có. Vì vậy, bạn mà có thì sẽ trở nên rất nổi bật đấy. Vlog lần này xin tạm dừng ở đây. Sau này khi mình tổng hợp được thêm về chủ đề này thì mình sẽ tiếp tục nhé. Vlog tiếp theo sẽ là về chủ đề tình yêu. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.